đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietnamNet. Sau đây là những thông tin chính. Triệt phá đường dây đánh bạc 50 tỷ ở Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phan Võ Nhật Huy, sinh năm 1992, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đỗ Tấn Rin, sinh năm 1996, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và Lê Việt Nam, sinh năm 1992, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời, công an cũng khởi tố hai đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng PA05, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá cược thể thao. Sau đó, Phòng PA05 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Đến ngày 10 tháng 4, cảnh sát chia 5 tổ đồng loạt triển khai bắt các đối tượng Phan Võ Nhật Huy, Đỗ Tấn Rin và Lê Việt Nam. Qua đấu tranh, cảnh sát xác định từ đầu tháng 1 năm 2023, Phan Võ Nhật Huy liên hệ với một người để nhận trang mạng Master có tên J6HHN, có hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy móc nối với Rin, Nam và nhiều đối tượng khác hình thành đường dây đánh bạc qua mạng. Huy sử dụng trang mạng trên để chia tách thành nhiều trang để các đầu mối cấp dưới hoạt động. Tổng số tiền nhóm đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 50 tỷ đồng.